bữa tiệc sáu giờ, bữa ăn tối phía đây nhà một tên này, cái tên bữa tiệc mà cha kinh chính luôn mà xin cái giá đó cho nó mà phải đi này mà anh nguyễn phi lắc hả, xin mời cái giá đó mà nhà một tên này này, dù gì thì bữa tiệc này sáu giờ bữa tiệc sáu giờ này sáu giờ, là chỉ bữa tiệc sáu giờ thì, nãy bữa này thì bữa đó nhà chị thay cái video pk đấy, bữa tiệc sáu không à sáu giờ mà mà tên ô tô ngô cũng xin này, nãy nhà chị thay cái này phải bảo đấy. Nào đang khai tiền nhà mà là phiếu về ông Nito Rao Kelvin, xin miếu này được bảo hiểm bảo thay là cái là phía bảo đấy. Cú này giá bán nhau nhà mà là những cha, cha u rồi bảo hiểm bảo thay là cái biểu, trong mà giá bán nhau nhà mà là ông ta rồi này tất thua ông rồi bảo hiểm bảo thay là cái là phía bảo đấy. Chỉ nếu mà về được không tin này hàng nào rồi United tin hòa, xin mời cái giá này cái là phía bảo đấy. Để chỉ có mà trên ông tin bây giờ mà giá thay đi đấy. Xin mà xin này biết rồi này, bọn nó sẽ bù chú ra mà rồi. Khai nói tiền nào cần được phép được thay cái, không phải khai tiền. Nên ông tin à bây, bây giờ mà giá thay đi đấy, biết rồi này. Tính đang huy rồi đấy mà thì phi vụ chú ra để không chạy bi đi chơi mà rồi chạy một vụ bỏ luôn nhà mà còn lấy xe của thao biểu tính bồi này biển truy thao đấy nhá thế chỉ cần mọi việc nào cũng tính à về huy cứ mà lấy ô xin mẹ cái giá giờ khai tiếng hồ quên lên cái giá quậy tả gì nè hôm nay huy chờ phi vụ chú ra mà nhà bị đổ chờ tôi cái đó lại phi bán đấy cũng nó tất thua không quyền lên mà chỉ để bù vào cái vui anh đi kẹt nam đi, bây giờ bộ thủ cái này đuổi đảo ngang vô, chỉ khai tiền cần vui nhau mà lại phi bá đấy. Để nào mình đi đảo ngang vô, cái này bị tháo bị cấu đây một chỗ ra đấy. Đó là bộ bảo vệ chỉ khai tiền trong sau đuổi phải là cái này, mình học đang đổ trái kẹt nam đi. Nếu chỉ cần một lái một vụ, nếu gặp biển truy thao đấy, chịu mát thì bê thao bì, gió mình ra mà miết tay thôi, nó được biển truy này là kẹo một chỗ ra đấy. Chỉ chơi sẽ lâu xa bây à, cố bao chính trong một khu vậy nào một tí biết lâu thao này là phía bờ đấy. Nếu chỉ cần một giờ nào tí à về nấu chỉ, thì nó được thu bê thao đấy, chỉ mà xin được miết tay thôi. Giờ nào một tí à lái xe thao đấy nhá, xe dòng chết. Thế mà chỉ như mấy biển video truy phải thao là phía bờ đấy, lấy chỉ chơi đi rồi, tuân cố giá chỉ còn sáu thao này nhưng mà xin đi về này. Biển là thu vào tài xế xin đi cái đó chỉ bán đi bây giờ này mà tin đang quên đi cái biển truy ra để miếng góc khăn xin ngán này mà xin đi để khai như thế này tin này đi đi bữa thì mà anh này giá gì cái mày rồi mà bây giờ nào được xin liệu ta lấy này mà phi bi độ đấy chỉ cần một cái đầu cần đi bê tha vì xin mà xin được góc thì số ta một chỗ ra đi DJ mà nói giờ khai tin này nào cần ra mà Kevin DJ giờ khai tin này dễ bà đấy, úng sòng cô được cô rồi, tôi này về bà đấy. Biết là mọi khuyên nhà này chưa dùng mùi là bà đấy, bê bơ mua này được xin. Chỉ mà xin lấy tiền nhà ưu thái đấy, khánh định giá mà kể về. DJ area thấy cả này bị lộ, xong ta. Xong ta cũng có một người là phía bà đấy. Nhi tu ông là bị ông mèo chào bí ra đấy, bù bà gà. Giáo vụ chú đó đi, mẹ con khăn. Sơ sơ đoá gây mà lê. Thế chứ không, giờ khai anh tí mê. Dạ dạ mê, đau cho suốt đây là giờ khai anh tí. Thì chỉnh cho chú ra nè. Lấy xe của chú ra mà rồi, giờ nào tí nó có giá mà rồi, cái giá bụng chán nghe đám nhá. Dạ chị ổng thấy tình cái giá toán này mà là sổ đó xong chi à mẹ nhá. Cứ làm giá con khăn. Nhi kè chô ra đi. Lại bù bù. Nào thì chỉnh là bà đi, ủy gần chân này thăm à. Nhà chính mọi người ta nhìn mình cố thế, ví dụ tôi cái phi lực quyết định là gì? Thật sao chỉ một ngắm mình đi, tâm mà bị thua cái đấy nhá. Nhà chính mọi người quyết định là mình có khác, lấy một bộ này chơi thôi là lấy một bộ, lấy một bộ về xem mà xin này, về xem mà xin này, lấy một bộ cái nó một chỗ đó đi. Đi chơi về nhà đi. Nhà chính để khuyên rồi, tuy ngon rồi lấy một bộ. Nhà nào cũng tuyệt đấy, dễ bảo để chơi bao cố rồi. Đi chơi, bây ta nhìn mình cố thế mà rồi, tuy bị thua này người về phía bảo đấy. Xem mà xin này, lấy một bộ mình có khác.
tuổi ở tuổi ba thì anh ấy đã xin tiền học đồ lãi bù, giờ nào tiền được đi chơi mà lưu anh ấy cái chế bảo cô được cô rồi, đó là bố bà tôi yêu bị đoán anh ấy là phi bảo đấy. Đi chơi bị bố mà lại khai tiền nó khai lưu về biển sang thua khe đấy nhá. Áo đó vào nào xin bảy tiền nhá. Thì nếu mà anh xin lấy bảy tiền sáu chín, thì anh có nên lấy bảy tiền để bảy phi đi, giờ nào tiền này giờ khai tiền nó về. Bây giờ thì mình đi cứu thì rồi bị thương đó cái việc phi bảo đấy.